Đã từ rất lâu rồi mình đã định mua nhưng mà không có tiền nên là tranh thủ thôi nè. Ok, và cái đơn hàng này của mình có giá là 470k, nhưng mà mình có cái voucher 2 triệu lận á mọi người. Được Shopee trợ giá này là chỉ cần thanh toán có 66k thôi. Cái sản phẩm này nhỏ nhưng mà gói hàng nó to chà bá luôn. Và bây giờ mình cho mọi người xem nè. Được gói bằng cái chống sốc này nên là rất không có sao. Sản phẩm này là kem chống nắng của Innisfree á. Cái hộp này nó dễ thương lắm này nhưng mà nó khá là nhỏ luôn. Trọng lượng của cái này chỉ có 18g mà. Mình mua em này là vì công dụng của nó, mình thấy ghi là chống tiêu UV, làm sáng da và chống lão hóa. Còn nữa là khả năng chống thấm nước và chống trôi khi hoạt động ngoài trời. Em này nhỏ xíu chỉ bằng hai ngón tay mà 470k. Và mình cảm thấy khá là thích thú với cái mùi này luôn. Nó khá là thơm và cái mùi thơm mát rất là nhẹ, kiểu như là cái mùi phấn á. Dạng lăn và dạng sáp như thế này rất là tiện lợi luôn. Và mình tìm mãi thì chỉ có shop mall của Innisfree là có dạng sáp lăn này, có giá rẻ so với nhiều shop mall khác á. Về độ chống thấm nước mạnh mẽ và chống trôi mồ hôi thì phải sử dụng một thời gian mình mới biết được á. Và mình cảm thấy là bôi lên da rất là mịn luôn. Sáp thì khá là cứng nên là nó tẹt thẳng vào da của mình. Có cảm giác rất là mỏng nhẹ trên da luôn, không hề thấy nặng mạch, bết dính hay nhìn rít. Đơn này là 239k và chưa tính tiền ship, nhưng mà mình được hỗ trợ từ Shopee nên chỉ cần thanh toán là 35k thôi. Mở hộp ra thì mình thấy gói khá là kỹ luôn á. Và cái này không phải là xốp đâu mà nó là cái màng bọc thực phẩm á. Bọc cái này nó rất là chắc chắn luôn và nó rất là dày luôn và nó quá trời quá đất là nhiều lớp. Có thêm một cái màng co bọc cái này nữa nên mình nghĩ nó khá là chắc chắn. Có tem cào chống hàng giả nữa nè. Mới đầu mình cứ nghĩ là loại thủy tinh nhưng mà không phải, nó chỉ là loại nhựa. Mình cào mà nó muốn tróc ra không nhìn thấy gì luôn. Ok, thôi để mình mở cái màng co này luôn nhé. Mình thuộc tuýp người khá là lười chăm sóc cho bản thân luôn á, nên có khi một năm mình chỉ tẩy có đôi ba lần. Cũng có mùi thơm nhẹ nhẹ chứ không có nồng lắm, mà mình cảm thấy nó khó bốc quá, nó không có dính vô tay của mình á. Mình thấy trong hướng dẫn khi làm massage từ 4 đến 5 phút, khi mà mình xoa lên người như thế này thì có mấy cái muối khô nó bị rớt ra ngoài á. Mình không biết đây có phải là muối nhuyễn hay không nhưng mà mình cảm thấy nó khá là đau. Mình có cảm giác là hơi rát và nó đã nổi ửng đỏ luôn. Và đây là mình massage rất là nhẹ nhàng nhưng cũng không ráng được từ 4 đến 5 phút. Đây chính là cái phần muối khô mà nó bị rớt ra ngoài. Khi rửa thì nó trơn trơn giống như kiểu là tắm xà bông á. Ngoài ra còn cho mình cái cảm giác giống như là cái tay nó bị tê tê vậy. Nhưng mà rửa xong thì cảm thấy khá là mướt da. Mình nghĩ là nên bôi một cái gì đó lên để cho nó dịu da và dưỡng ẩm. Chúng ta tiếp tục với màn đập hộp của voucher 2 triệu từ Shopee nhé. Dán keo là hàng dễ vỡ nhưng cái hộp lại bị móng nhất trong tất cả các đơn hàng. Ôi là lá, một màu hồng khá là xinh. Sản phẩm này mình cũng đặt ở Shopee Mall. Shop này chỉ bán sản phẩm của một thương hiệu duy nhất, được xuất xứ từ Hàn Quốc. Tổng đơn hàng này của mình là 288k chưa tính tiền ship, nhưng mình chỉ cần thanh toán 52k thôi à. Đây là tinh dầu dưỡng thể chiết xuất từ trái đào, giá gốc là 220k nhưng được mình mua khuyến mãi là còn 169k. Mình chưa mở cái lớp bên trong nữa. Lượng một dòng sản phẩm của shop này có bao bì rất là cưng luôn á. Cho ra tay mình cảm thấy kem rất là nhẹ và đặc biệt là cái mùi nó ngọt kinh khủng, kiểu như là ngọt khé cổ luôn á. Cái mùi khá là nồng. Mới bôi lên thì mình có cảm giác là hơi bết bết và dính dính. Massage đều tầm 1 phút thì cảm thấy kem trên da khá là nhẹ, kiểu như là chưa bôi gì á. Cái mùi nồng nó chỉ kéo dài trong khoảng 1-2 phút đầu thôi à. Và đây là kem dưỡng da tay, hàng tặng cho đơn hàng của mình. Mọi người mua hàng nhớ để ý phần giỏ quà nha. Chất kem này thì có vẻ là đặc hơn so với tinh dầu dưỡng thể. Mùi hương cũng nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Giá bán lẻ là 66k cho một tiếp 30ml. Còn đây là dạng keo dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể, chiết xuất từ trái đào luôn. Đáng lẽ mình nên chọn chiết xuất từ xương rồng để có cái mùi mới lạ hơn. Giá gốc của hộp này là 132k, giảm còn 119k. Một hộp này là 300ml, có thể dùng được 2 tháng nếu như dưỡng ẩm cho tay và chân. Khi bôi lên da thì kiểu như là nước vậy á, rất là dễ bôi. Mọi người có thể lựa chọn mùi hương khác nhau, đặc biệt là kem dưỡng da tay. Tiếp tục với cái voucher 2 triệu thì mình đã mua cái gì nào? Cái đơn này là hơn 200.000 nhưng mà mình chỉ cần thanh toán có 29k à. Quá đẻ đúng không? Và đặc biệt là của Shopee Mall đấy nha. Ôi trời ơi, là hết hồn, cứ tưởng đâu là giao thiếu hàng cho mình không á. Mình đặt một cây son dưỡng môi của Cure và được tặng hai chai sữa chống nắng của Cure luôn nè. Son mini nó bé tí tèo tèo. Để mình đo thử xem nhá. Hai chai này mới bằng 3 ngón tay thôi à. Sản phẩm chính mình mua là son dưỡng môi này đây. Đây là hàng nội địa của Nhật và khá là nổi tiếng luôn á. Mình từng được dùng bộ dưỡng ẩm của Cure do em mình gửi từ Nhật về. Bây giờ thì phát hiện sắp chính hãng rồi. Chất son này thì hơi đặc, bôi nhiều thì khá nặng môi nên mình chỉ cần thoa một lớp thật mỏng, bởi vì thời gian cấp ẩm khá tốt và lâu. Có thể thoa 15 phút trước khi dùng son màu để bảo vệ môi. Giá thành của những sản phẩm ở đây thì rơi vào khoảng 200 mấy trở lên. Có lẽ mọi người nghĩ là giá khá cao, nhưng mọi người yên tâm nhé, sản phẩm ở đây không hề gây kích ứng da và đặc biệt là cho da nhạy cảm, đã được kiểm nghiệm bởi các bác sĩ da liễu ở Nhật Bản. Wow, cái lớp chống nắng này làm cho mình cảm thấy khá là thích thú luôn. Vô cùng dễ tán và rất mềm mượt da. Nói chung là cái chất này mình mê dã man. Mình cảm thấy là có nâng tông và giống như một lớp phủ nhẹ, không hề nặng mà một chút xíu nào luôn á. Có thể dùng như lớp lót trang điểm, giữ cho lớp trang điểm bền lâu. Tự nhiên mua cây son mà mình lại ưng cái phần quà tặng này hơn. Trong những đơn hàng mua từ voucher 2 triệu của Shopee thì mình ưng nhất là đơn hàng này. Mình thích dã man, thích vô cùng, vui và bến luôn á. Đơn hàng này của mình là hết 748k nhưng mình chỉ cần thanh toán 139k thôi à. Cái gì đây? Ôi yeah, một quà tặng đỉnh, rất là mê và còn rất là nhiều quà tặng nữa nè. Thanh thanh, bây giờ mới đến cái phần chính mà mình mua hi. Oh yeah, và mình cũng đã làm một số video về sản phẩm của Natural Deposit rồi á. Cùng mình đếm xem thử có tất cả bao nhiêu quà tặng nhé. Vitamin C, kem chống nắng và cả dầu gội đầu, hai cái mặt nạ nữa và còn có thêm cả cái tuýp này hình như là để dưỡng ẩm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khui những món hàng mà mình đã mua. Cái hộp đầu tiên này là mình đã làm rất là nhiều video về cái hộp này rồi. Cái hộp thứ hai này mình cũng đã làm video về nó luôn. Và sản phẩm này mình mua do mình đã từng dùng hàng khuyến mãi. Vì mình cảm thấy khá là ưng và mình thích nó nữa. Còn cái này, nó là son môi và được tặng khi mình mua kem dưỡng ẩm. Trời ơi, cái cây này nó xinh. Ok, đúng là hậu đậu. Cái này còn có thêm cả màng co nữa. Mình đặt ở Shopee Mall và dòng sản phẩm này là của Hàn Quốc. Sản phẩm ở đây lúc nào cũng được bọc một lớp chống sốc. Mình sẽ cho mọi người xem cái hộp Yolo hộ mà mình đang xài dở. Trời ơi, cái này kiểu như là nó siêu năng lực luôn á. Dùng cho mục đích gì cũng được nhưng mà miễn đừng có ăn. Còn đây chính là hộp kem cấp ẩm thần thái mà mình cực kỳ ưng.
ưng luôn, ẩm lên tới 72 tiếng lận á. Phiên bản mới hộp cũng mới và có vẻ như cái nắp này dễ mở hơn. Mình cho mọi người xem cái hộp cũ mình đang xài nè. Hộp này thì có cái nắp giống như là ốc sên á, và cái phần bên trong này phải nói là cực kỳ khó mở luôn. Lấy ngoài mà nó không có ra, nhưng mà về chất kem thì nó như nhau cả. Cái này là tương chất dưỡng ẩm nhưng mà mình sẽ làm video sau bởi vì mình chưa xài cái này bao giờ cả. Ok, mình sẽ đến với cây son này nhé. Cái vỏ màu cũng khá là ưng, mình đặt số bao nhiêu cũng không nhớ luôn. Oh yeah, và cái màu son trùng với màu vỏ luôn. Chất của cây son này thì mình cảm thấy mịn mịn, nó giống như là bột phấn á. Son có một mùi thơm nhẹ rất là thích nhưng mà lưu hương không lâu. Theo mô tả của sản phẩm nó là dòng son lì nhưng mà mình cảm giác là không có lì lắm. Mình sẽ sử dụng những sản phẩm này và review về chất lượng sản phẩm sau nha. Bye bye.